Giới hoạt động dân chủ của Việt Nam trong cũng như ngoài nước mấy ngày vừa qua đã hết sức quan tâm đến tình hình sức khỏe của tù nhân lương tâm nổi tiếng là kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức. Có tin cho biết là Cộng sản Việt Nam ép ông Trần Huỳnh Duy Thức sang Mỹ, nhưng ông từ chối và quyết định tuyệt thực bắt đầu vào ngày 24 tháng 5 và ông tuyên bố là sẽ tuyệt thực cho đến chết. Phóng viên Nhật Bình của Nhật báo Người Việt đã đến nhà ông Trần Văn Huỳnh, tức là thân phụ của ông Trần Huỳnh Duy Thức, để biết thêm tin tức Ông Trần Văn Huỳnh cho biết là ngày 14 tháng 5 vừa qua, đại gia đình của ông gồm 14 người từ Sài Gòn đã đi đến trại giam số 6 tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An để thăm Trần Huỳnh Duy Thức. Công an đã dẫn Trần Huỳnh Duy Thức đến căn phòng bị ngăn cách với gia đình bởi một tấm kính dày và chỉ được nói chuyện qua điện thoại có sẵn. Nhìn Trần Huỳnh Duy Thức ốm yếu như bị kiệt sức, à, Hai, hai mắt thì thâm quầng, gia đình đã không cầm được nước mắt. Trung quanh của ông Trần Huỳnh Duy Thức có 5 công an giám sát theo dõi và hai công an mỗi bên ghi chép lại tất cả những gì mà ông Thức và gia đình trao đổi qua điện thoại. Bầu không khí thật là đáng sợ theo như lời mô tả của thân phụ ông Trần Huỳnh Duy Thức. Ông Thức cho biết là đã bác bỏ lời đề nghị cho ra khỏi tù và đi Mỹ từ phía nhà cầm quyền Hà Nội. Vào gần cuối buổi thăm thì ông Thức mới nói lời xin lỗi cả gia đình vì quyết định sẽ tuyệt thực cho tới chết và bắt đầu từ ngày 24 sắp tới. Ông Thức nói với ba của ông rằng, Nguyên Văn, thưa ba, con không thể sống trong một đất nước không tôn trọng pháp luật và không có quyền con người. Con yêu gia đình lắm, nhưng con yêu đất nước Việt Nam hơn. Con quyết định tuyệt thực kể từ ngày 24 tháng 5 không thời hạn, để đòi hỏi sự thượng tôn pháp luật và yêu cầu trưng cầu dân ý trao cho người dân quyền quyết định về thể chế chính trị của đất nước. Ông Trần Văn Huỳnh nói với phóng viên người Việt rằng quyết định không đi Mỹ của con ông thì ông không bận tâm lắm, nhưng khi ông Thức cho biết là sẽ dùng biện pháp tuyệt thực để phản đối trại giam thì cả gia đình ông nghẹn ngào trong nước mắt. Vì tình cảm gia đình nên ông đã cố thuyết phục con là rút lại lời tuyên bố, nhưng ông Thức vẫn giữ nguyên quyết định ông trần văn huỳnh nói rằng với tư cách là một người cha ông rất đau lòng khi con mình phải chịu nhiều thiệt thòi chỉ vì dám lên tiếng để góp phần xây dựng đất nước thế nhưng ông cũng rất tự hào hãnh diện về người con kiên cường và bất khuất của mình